thuật tự vệ khi bị đạp ngang. Khi bị đối phương đạp ngang, để tự vệ, bé hãy co gối chân trái, kết hợp tay trái giữ chân đối phương, tay phải chặn để chân không tấn công vào người. Sau đó, bé bước chân trái cản giữa hai chân và dùng hai tay tấn công lại đối phương. Kết hợp các bước trên để thực hiện động tác hoàn chỉnh.